見に行こやん。Mọi người, hiện tại giờ thì mình đang đi ra ngoài để mua chút đồ ăn. Vì là mùa dịch cho nên là mọi người cũng hạn chế đi ra ngoài nhiều, nhưng mà vẫn có người chứ không phải là không, vẫn hoạt động như những ngày bình thường, không có gì thay đổi cả. Rau củ quả hoa quả tươi bắt đầu đã quay trở lại nhiều rồi. Giang phở, chim giang phở. Không đi tìm hành đi, cứ coi như là tớ mắt lên với lại hoa quả thôi, nhìn ngon quá. Yang파 어디예요? 저 끝에 가세요. 제가 왔습니다. 네. 아, 여기 있다. 너무 무거워. 아니요, 필요 없어요. 아, 저기로 안 해. 아이. 뭐. 아니야. 이렇게 해서 14,700원. Hôm nay mình và mẹ chồng sẽ làm món dưa chuột muối kim chi. Và đây là nguyên liệu của ngày hôm nay. Như mọi người cũng đã thấy,
có ui à, có dưa chuột, có dưa chuột, cà rốt, hành tây và lá hẹ. Còn về phần gia vị thì cũng như video trước mình làm gia vị của kim chi muối sổi. Rửa sạch rau nhá, rửa sạch lá hẹ, rửa sạch tất cả mọi thứ xong rồi để cho ráo nước. Mình không lên bóp lúc còn ướt nhé. Trời ơi, ông làm ông bung bé cả ra rồi. Bây giờ đến rửa xem. Rửa dưa chuột. Này. Ồ. Ở dưa có những cái mắt bẩn như này này, mình sẽ lấy muối này để rửa nhá. Phần đầu thì mình cắt bỏ đi nhé. Và trong một cuộc này mình sẽ phân chia 3 lần nhá. Cho đều nhá. Ok, 이렇게요. 아니, 그렇게 하고. 네. 이제 네. 엄마가 해볼게. 네. 이렇게. 이렇게 쉽다. 네. 한 번 하고 또 이렇게. 그럼 이제 요 속으로 이게 속이 들어가는 거지. 아, 네. 알겠습니다. 이거는 라면 그냥. 그렇지. 이렇게. Mình thái thành dấu cộng như này nhá. Mà để chừa lại khoảng 1 cm nhé. Một đốt ngón tay 1 cm. Đây, cắt như mẹ chồng mình cũng dễ, cho đảm bảo. Lá. Thôi. Ok. Hôm nay mình làm 6 quả dưa chuột. Mùi chung chung trạng thái như bây giờ thì sẽ ngâm khoảng 3 phút rồi mình sẽ quay lại khoảng giữa chừng thì mọi người vào mọi người đảo qua dưa chuột nữa nhé. Chỉ dùng một nửa củ hành tây thôi nhé. Mình vắt như hạt lựu nhá.
Mình cũng chỉ sử dụng một nửa củ cà rốt thôi nhé. Cà rốt cũng thái hạt lựu nha. Hẹ thì mình cũng sẽ chỉ thái khoảng 1 cm thôi nhé. Đây, thái bé như thế này. Ừ. Sau 3 phút thì mình rửa đi rửa lại khoảng 3 lần nhé, rồi vớt dưa ra. Đây mọi người giờ xem nhá, dưa đã khá là mềm rồi. Lúc đầu thì rất chi là cứng nhưng mà giờ đã mềm bẻ bẻ được cái này, là không bị gãy một chút nào luôn. Về phần gia vị thì như bài kim chi muối sổi, nhưng mà không có gừng tại vì gừng sẽ làm cho dưa chuột đắng. Cho 4 thìa to bột ớt này. Nước tép ngâm 3 thìa to. Có một số bạn hỏi mình là chị ơi, nếu không có nước tép ngâm thì dùng cái khác được không? Theo mình thì chủ yếu kim chi lên vị, lên mùi là ở nước tép ngâm. Nếu mà không có nước tép ngâm thì rất là phí, cho nên mọi người cố gắng tìm nhé. Còn nếu mà không có thì mọi người sẽ thay bằng nước mắm nhé, cho thêm nhiều nước mắm lên một chút. Tiếp là 4 thìa to nước mắm này. 2 thìa tỏi băm. 1 bột gạo thì mọi người làm như bài kim chi muối sổi, làm lượng tương tự như vậy, cho vào là được. Nước cốt mơ 4 thìa to nha. Trộn đều vào nhau nhé. Bibi có. Hăng cái chùa. Hăng cái chùa. Trộn đều lên như thế này. Nào bây giờ mọi người nhìn xem. Ngon chưa? Để vô cái tạc á. Nè. Rồi có rớt. Sau khi đã hoàn thành thì mình sẽ bảo quản ở trong tủ lạnh nhé, rồi để đến 2-3 ngày sau bỏ ra dùng. Dùng ngay thì cũng được thôi, nhưng mà vị chưa được ngấm cho nên cũng sẽ chưa được ngon. Giờ cái phần gia vị còn lại này nhá, thì chúng ta sẽ cho vào trong này. Mình vừa ăn thử xong ngon tuyệt luôn. Đã hoàn thành, ngon tuyệt.